Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 10 của năm nay, trên toàn quốc đã xảy ra hơn 14.000 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 6.300 người tử vong, gần 11.000 người bị thương. Nhằm tưởng nhớ các nạn nhân, sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự lễ tưởng niệm. Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đây là năm thứ 8 Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đây là một sự kiện đặc biệt với ý nghĩa rất nhân văn, thiết thực, cảnh báo toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ ở đất nước ta. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu, người dân đã dành một phút mặc niệm và đặt hoa để tưởng nhớ những người không may ra đi vì tai nạn giao thông. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẳng định, tai nạn giao thông đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến những thành quả tăng trưởng kinh tế, gây tổn thương cho hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình và an toàn. Phó Thủ tướng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời cũng chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình các nạn nhân.